Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video này, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn, nhất là các bệnh nhân mắc bệnh thận, về 4 loại cây thuốc lam điều trị bệnh suy thận, thận hư, diệu kỳ ở Bình Định. Bài thuốc lam điều trị bệnh suy thận gồm những vị cây thuốc gì thì trong cái video này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn 4 vị cây thuốc đó và công dụng, cách dùng của chúng. Bài thuốc mà chúng tôi chuẩn bị giới thiệu đến quý vị và các bạn là một trong số ít các cái bài thuốc có tác dụng điều trị chứng suy thận, thận hư và do một người dân không phải là thầy lang hay bác sĩ đông y tìm ra. Chị Dung và cơ duyên tìm ra bài thuốc gồm 4 cây thuốc lam điều trị bệnh suy thận cứu sống người con gái mắc bạo bệnh. Chúng tôi được biết bài thuốc lam chữa bệnh suy thận do một người dân tìm ra có tên là chị Dung sống ở Bình Định. Và cách đây khoảng 10 năm, chị Dung có người con gái mắc bệnh suy thận do gia đình hoàn cảnh khó khăn. Chị không có điều kiện đưa cháu đi chữa trị tại các bệnh viện. Trong lúc túng quẫn không biết làm thế nào để chữa trị cho cháu, bệnh của cháu thì ngày càng nặng thêm. Người xương phù do chức năng thận bị suy giảm trầm trọng. Trong lúc túng quẫn ấy, chị đã vô tình tìm được cuốn sách cũ ở trong tủ sách của gia đình. Cuốn sách có một bài viết viết về các vị thuốc dùng để điều trị chứng bệnh về thận. Bài thuốc này có đề cập tới 4 vị cây thuốc lam, đó là cây muối, cây mực, cây lổ và cây quýt gai. Chị đã tìm kiếm các loại cây thuốc trên sắc cho cháu uống liên tục trong thời gian 1 tháng, thì bệnh của cháu bắt đầu thuyên giảm. Người bớt phù lè, cháu bắt đầu đi tiểu được, chức năng thận dần hoạt động trở lại. Cháu uống liên tục thuốc đến tháng thứ 2 và tháng thứ 3 thì chức năng thận hoàn toàn được phục hồi, con gái chị đã phục hồi hoàn toàn như bao đứa trẻ khác. Thấy hiệu quả kỳ diệu và tuyệt vời của bài thuốc 4 cây thuốc lam điều trị bệnh suy thận, bà con hàng xóm đến chúc mừng chị. Một số bệnh nhân mắc chứng suy thận, thận hư ở các vùng lân cận nghe được tin này và nhờ chị bốc thuốc, và rất nhiều bệnh nhân đến lấy thuốc của chị và nhiều người khỏi bệnh. Tin đồn đành xa, bài thuốc của chị được đăng báo giúp những người bệnh nhân ở xa có thể không tới nơi lấy thuốc mà có thể tự mua các cây thuốc hoặc tự tìm các cây thuốc trên để chữa bệnh cho mình. Và chúng tôi thiết nghĩ bài thuốc lên được các cơ quan chức năng nghiên cứu và phát triển, góp phần mang lại giá trị cao cho kho tàng y học Việt Nam và góp phần giúp đỡ các bệnh nhân suy thận, thận hư có cơ hội điều trị căn bệnh này mà hiện nay rất nhiều người trong chúng ta mắc phải và cũng không có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. 4 loại cây gồm cây quýt gai, cây muối, cây lổ, cây mực đều là những vị thuốc lam rất dễ tìm, dễ kiếm. Chúng ta có thể tìm ở nơi đất hoang hóa, bờ rào, bụi rậm. Và những thông tin hữu ích từ bài thuốc đã điều trị chứng suy thận của chị Dung, trung tâm cây thuốc quý Lam Dược Nguyễn Thi đã phát triển bài thuốc trên thành bài thuốc lam cho người bệnh suy thận với hiệu quả điều trị rất cao. Và hiện tại chúng tôi đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhân suy thận với kết quả điều trị khả quan, có tới 90% bệnh nhân cải thiện được hoạt động chức năng thận, 10% bệnh nhân do bệnh quá nặng nên hiệu quả chuyển biến còn chưa nhanh. Thường chỉ sau 1 tháng điều trị bệnh bằng liệu pháp này, khả năng bài tiết nước tiểu được cải thiện rõ rệt, da rẻ bệnh nhân bớt xanh, bớt sạm. Đây là những tín hiệu tốt, đáng mừng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, nhất là các bệnh nhân suy thận. Có bất cứ thắc mắc cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn công dụng, cách dùng của 4 vị cây thuốc trên. Như vậy là Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 đã trình bày và chia sẻ cho quý vị và các bạn 4 vị cây thuốc lam điều trị bệnh thận hư, suy thận ở Bình Định. Và hiện tại chúng tôi có cung cấp các cái loại cây thuốc trên. Nếu quý vị và các bạn không tìm được các cái cây thuốc trên hoặc có thể là tìm thiếu vị thì chúng tôi có thể cung cấp các cái vị còn lại. Chỉ cần quý vị và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ nhận chuyển hàng trên toàn quốc. Nhận được hàng quý vị và các bạn mới phải thanh toán. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.